Vừa qua tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023 đã diễn ra lễ phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. Sự kiện do Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những hoạt động truyền thông thuộc khuôn khổ chương trình VNEEP. Giải thưởng nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở trung ương và địa phương. Các tác phẩm tham dự giải thưởng bao gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận, chuyên luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Tác phẩm dự giải phải là các tác phẩm báo chí được đăng tải từ ngày 16 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Đối tượng tham dự giải thưởng là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ truyền thông các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, có tác phẩm báo chí với nội dung, hình thức điều kiện phù hợp với thể lệ, đều có thể tham dự giải. Đặc biệt, Ban tổ chức khuyến khích đội ngũ phóng viên trẻ với những hình thức thể hiện tác phẩm báo chí hiện đại tham dự. Ban tổ chức sẽ trao 35 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 274 triệu đồng. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức trong quý 4 năm 2023.